tin liên quan tới vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận xảy ra tại Chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Theo đó, để điều tra về hành vi nhận hối lộ, lực lượng công an đã ra quyết định tạm giữ khám xét nhà riêng của tri cục trưởng Nguyễn Đình Đương và một cán bộ thuế, người bị cáo buộc nhận tiền để công ty ma tung hoành trên địa bàn. Ngay sau đây là hình ảnh hiếm hoi về bộ dạng của Nguyễn Đình Đương. Theo công an Quảng Ninh, quá trình điều tra các vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, cơ quan chức năng xác định có một số cán bộ thuế đã nhận hối lộ. Cụ thể, cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ của một số cán bộ thuộc Tri cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, tạo điều kiện cho một số bị can trong vụ án thành lập các công ty ma chuyên mua bán trái phép hóa đơn. Các cứ kết quả điều tra ngày 13 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Nguyễn Đình Đương, tri cục trưởng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Trong khi bị áp giải, ông Nguyễn Đình Đương mặc bộ vest màu xanh đậm, tay cầm vải trắng, mặt cúi gằm, sau đó bị hàng chục cảnh sát vây quanh dẫn giải. Có vẻ như ông Đương tỏ ra không quá bất ngờ về sự việc này, nhưng gương mặt lại không giấu nổi sự thất thần cùng ngày công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ một cán bộ thuế tên Đỗ Thanh Hoài, nhân viên tri cục thuế huyện Cát Hải, thuộc tri cục thuế huyện Cát Hải, Hải Phòng. Được biết, Hoài là cánh tay đắc lực làm việc cho ông Đương khi ông tại vị. Việc khám xét tại nhà riêng, cơ quan công an thu được tài liệu quan trọng nào phục vụ cho việc điều tra vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, điều khả năng, toàn bộ điện thoại, tài liệu liên quan hành vi nhận hối lộ đều sẽ bị thu giữ. Được biết, tháng 11 năm 2020, khi đang giữ chức vụ, Tri Cục trưởng Tri Cục Thuế khu vực Ngô Quyền Hải An, ông Nguyễn Đình Đường được Cục Thuế Hải Phòng điều động giữ chức vụ Tri Cục trưởng Tri Cục Thuế huyện đảo Bạch Long Vĩ. Đến tháng 7 năm 2021, ông Nguyễn Đình Đường lại được điều động giữ chức vụ Tri Cục trưởng Tri Cục Thuế huyện Cát Hải. Liên quan vụ án hình sự nêu trên, cơ quan điều tra khởi tố 7 bị can, Trương Văn Nam, Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng, Đỗ Thị Mỹ Châu, Lê Văn Định, Vũ Thị Vinh về các tội danh liên quan. Đáng chú ý, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ông Ca nhận tiền để chạy án cho Trương Xuân Đức, dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn không chủ động thông báo với cơ quan chức năng. Theo điều tra ban đầu, đối tượng Trương Xuân Đức đã lập ra khoảng 20 công ty tại Hải Phòng và Quảng Ninh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của mình. Trong đó, địa chỉ đặt trụ sở chính của một công ty của Đức tại phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long là địa chỉ mà vì nhiều cơ quan chức năng không thể tìm ra. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, có khá nhiều doanh nghiệp đơn vị liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép tại họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 2 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, khi thông tin thêm về vụ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng bị khởi tố tạm giam cho biết, qua các chứng cứ, tài liệu thu thập, cơ quan an ninh điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Trong quá trình xét hỏi, Ông ca tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra và khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không hoặc chưa tác động đến cá nhân hoặc cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Đỗ Hữu Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền doanh nhân đưa cho ông cho cơ quan công an là 35 tỷ đồng. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật liệu rằng sau khi khám xét nhà riêng và tạm giữ khẩn cấp ông Nguyễn Đình Đường, tri cục trưởng tri cục thuế huyện Căn Hải cùng đồng phạm, câu chuyện ăn chia giữa độ hữu ca sẽ chính thức được lộ sáng. Mọi hành vi bao che cho các doanh nghiệp làm ăn phi pháp chắc chắn sẽ được làm sáng tỏ. Thưa quý vị, những ngày qua, thông tin Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hình sự để xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan vụ án hình sự đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Không ai có thể ngờ tới rằng một quan chức cấp cao như ông Ca lại có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý hơn, thái độ của ông Đỗ Hữu Ca khi làm việc với cơ quan công an vẫn tỏ ra khá bình thường, vô tư như không có chuyện gì lớn. Như đã đưa tin, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đang bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do liên quan đến việc nhận tiền chạy án cho Trương Văn Đức, năm 2 tuổi, quê xã Đại Bản, huyện An Dương, thường trú tại số nhà 281 Lũng Bắc, phường Đăng Hải, quận Hải An, Hải Phòng, với số tiền nhiều tỷ nhưng không có kết quả. Đức là giám đốc công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, trụ sở tại số 16 tổ 65 khu 5, phường Bạch Đăng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng Đức được xác định đã câu kết với công ty nhiệt điện Đông Triều KTV trong vụ việc mua bán trái phép hóa đơn. Từ 2005 đến 2021, Đức đã thành lập và mua lại 10 công ty nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Ngoài vào bọc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Đức mở nhiều công ty ma tại Hải Phòng và Quảng Ninh nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền rất lớn. Vì có quen biết trước nên từ sau khi biết bản thân bị cơ quan công an đưa vào tầm ngắm, Đức đã ngỏ lời và được ông ca đồng ý giúp chạy án. Số tiền mà Đức đã tạm ứng trước cho ông ca được cho là lên đến con số hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên đầu tháng 2 năm 2023, Đức đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ ngay trên đường trở về nhà tại tổ dân phố số 3, đường Lũng Đông, phường Đăng Hải, quận Hải An. Sau đó đối tượng đã khai ra mọi việc cùng tham gia giúp sức tích cực cho ông Trùm trong hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Còn có vợ Đức là Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1979, trú tại khu Lũng Đông, phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn VAT mà vợ chồng Đức cùng đồng phạm thực hiện rất lớn. Ngay sau khi Trương Xuân Đức bị bắt, ngày 15 tháng 2, Nguyễn Thị Ngọc Anh cũng bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo khoản 2, điều 203 Bộ luật hình sự. Ngay sau khi củng cố hồ sơ tài liệu và lời khai liên quan của các đối tượng, bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ hành vi của ông Đỗ Hữu Ca cũng như các đối tượng liên quan đến vụ án mua bán hóa đơn do Trương Xuân Đức cầm đầu. Đêm 18 tháng 2, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp và khám xét tư gia của ông Đỗ Hữu Ca. Đang nói trước khi bị tạm giữ vào sáng 18 tháng 2, làm việc với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh tại nhà riêng ở xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca vẫn tỏ ra khá bình thường vô tư. Thái độ bình thản này của nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ. Liên quan tới vụ việc trên, ông Phạm Văn Nhường, bí thư đảng ủy phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng cho biết, ông Ca hiện sinh hoạt đảng tại tri bộ tổ dân phố Kiều Sơn thuộc phường Đằng Lâm. Theo ông Nhường, ngày 19 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh có gửi thông báo về tri bộ tổ dân phố Kiều Sơn về việc tạm giữ hình sự thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Bí thư Đảng ủy Phương Đăng Lâm nói, Tôi cũng đã nghe bí thư tri bộ tổ dân phố Kiều Sơn báo cáo về việc tri bộ nhận được thông báo của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy Phương Đăng Lâm chưa nhận được công văn, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền gửi tới Đảng bộ Phương Đăng Lâm cũng theo vị bí thư đảng ủy phường Đàng Lâm đến thời điểm hiện tại đảng ủy chưa có cơ sở nào để xử lý đảng viên đối với ông Đỗ Hữu Ca bởi cơ quan điều tra mới chỉ tạm giữ chưa tạm giam hay khởi tố bị can nên đảng ủy chưa thể tiến hành kỷ luật về mặt đảng hay đình chỉ sinh hoạt đảng đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và những thông tin mới nhất liên quan vụ việc chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong video tiếp theo.